Chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu đề, làm rõ tính sử thi và cảm hứng lãng mạn qua tác phẩm Rì và Ngu của Nguyễn Trung Thành. Đầu tiên chúng ta cần hiểu khái niệm về sử thi và cảm hứng lãng mạn. Sử thi là những áng văn tự sự bằng văn vần hoặc văn xuôi, có quy mô hoành tráng để miêu tả và ca ngợi những thành tựu, những sự kiện có tính chất toàn dân và có ý nghĩa trọng đại đối với cộng đồng. Nó ca ngợi những người anh hùng bộ tộc mang sức mạnh thần kỳ, tiêu biểu cho phẩm chất và khát vọng của bộ tộc, như anh hùng Rama trong sử thi Ramayana, Hector trong sử thi Iliad, Odyssey của Hy Lạp. Ở Việt Nam có người anh hùng Đăm Săn trong bài ca Đăm Săn của người Ed. Mỗi bộ sử thi chính là niềm tự hào to lớn của dân tộc đó. Sử thi thời cổ đại là một thể loại một đi không trở lại. Nền văn học hiện nay không còn thể loại sử thi nữa. Nhưng cái không khí, tính chất của sử thi vẫn được người cầm bút mang vào trong các sáng tác. Và chất sử thi đã làm nên những giá trị, sức sống cho từng trang viết, làm sống lại không khí hùng tráng của cả một thời đại anh hùng. Một số chuyện ngắn tiêu biểu minh họa cho sự tồn tại của nền văn học sử thi trong văn học Việt Nam. Ví dụ như chuyện ngắn Những đứa con trong gia đình, Người mẹ cầm súng của nhà văn Nguyễn Thi, chuyện ngắn Rừng già ngu, tiểu thuyết Đất nước đứng lên của Nguyễn Trung Thành, tiểu thuyết Hòn đất của nhà văn Anh Đức. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu cảm hứng lãng mạn là gì. Cảm hứng lãng mạn là cảm hứng gắn liền với tính sử thi. Chủ nghĩa lãng mạn xuất hiện ở phương Tây và tràn sang Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Cảm hứng lãng mạn trong văn học sau cách mạng tháng 8 là cảm hứng lãng mạn cách mạng. Cảm hứng lãng mạn ấy nâng suy nghĩ, tình cảm, tâm hồn con người vượt lên trên hiện thực khốc liệt của chiến tranh bằng niềm tin, lòng lạc quan phơi phới. Vẻ đẹp của lý tưởng và vẻ đẹp của những điều cao cả, vĩ đại, lớn lao được ca ngợi bằng bầu nhiệt huyết mê say. Cảm xúc là một yếu tố không thể thiếu trong bút pháp lãng mạn. Bên cạnh đó, lối kết cấu trùng điệp, tính tương phản cũng được khai thác triệt để. Ở đây, chúng ta tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Chất sử thi sẽ giúp cho tác phẩm mang một tầm vóc ý nghĩa lớn lao, có tính chất lịch sử. Còn cảm hứng lãng mạn sẽ giúp cho con người có tinh thần sức mạnh vượt qua những khó khăn. Khi khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn kết hợp, nó sẽ tạo nên một tác phẩm mang rất nhiều vẻ đẹp. Từ đây thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu biểu hiện của khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong tác phẩm Rừng già ngu. Biểu hiện trước hết của hai đặc điểm trên là ở sự kiện có tính chất toàn dân được nhắc tới. Những chuyện xảy ra với làng Soman hoàn toàn không có ý nghĩa cá biệt. Chúng là chuyện chung của cả Tây Nguyên, cả miền Nam, cả nước chúng ta trong những ngày chiến đấu chống đế quốc Mỹ. Tính thế, bị o ép của làng Soman trước ngày đồng khởi là bức tranh sinh động về cuộc sống đau thương của đồng bào miền Nam trong những ngày nghị diện thi hành luật. Đây là cái bộ luật rất khủng bố dữ dội những người yêu nước, những người kháng chiến cũ. Khi làng Soman đứng dậy thì gương mặt của làng lúc này chính là gương mặt của cả nước trong những ngày quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ. Một gương mặt rạng rỡ, tự tin, điềm đạm, đón nhận những thử thách mới. Qua tác phẩm, tác giả muốn nêu bật lên sức mạnh cuột khởi, tinh thần và ý chí mãnh liệt, không gì có thể lay chuyển được của buôn làng, của một dân tộc quyết lấy máu mình để viết lên một trang giấy mới. Chúng nó cầm súng, mình phải cầm giáo. Nghĩa là vũ trang chiến đấu là con đường tất yếu để giải phóng nhân dân. Tiếp theo, biểu hiện thứ hai trong Rừng già ngu là chuyện ngắn đã xây dựng rất thành công hình tượng một tập thể anh hùng. Những anh hùng được kể tới trong đó đều có tính đại diện cao, mang trong mình hình ảnh của cả một dân tộc. Tập thể anh hùng trong Rừng già ngu là tập thể đa dạng về lứa tuổi và giới tính. Mỗi gương mặt anh hùng đều có những nét riêng, thể hiện một số phận riêng trong cuộc đời chung. Tất cả họ đều giống nhau ở những phẩm chất cơ bản như gan dạ, trung thực, một lòng một dạ đi theo cách mạng.
chiến công của mỗi người tuy đa dạng và thống nhất. Cuốn sử vẻ vang của làng Soman của người Tây Nguyên không phải do riêng một người mà do tất cả mọi người viết ra. Bản truyền ca của núi rừng không chỉ trỗi lên một giọng mà tổng hòa của nhiều giọng. Anh Quyết, cụ Mết, anh Cần Nú, chị Mai, cô Tít, bé Heng là những nhân vật tiêu biểu. Nhưng bên cạnh họ, đằng sau họ còn có bao nhiêu người khác nữa cũng không chịu sống một cách mờ nhạt, vô danh. Tất cả họ đều thi đua lập công, đều muốn góp phần mình vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc. Dĩ nhiên, hình tượng văn học nào cũng là sự thống nhất giữa cái cá biệt và cái phổ quát. Nhưng ở rừng Trấn Ngu, cảm hứng hướng về cái chung đã mang tính chất chi phối, trong đó tiêu biểu là hình ảnh của tờ núi. Tờ núi có số phận gắn bó với những biến cố lớn của làng Soman. Khi còn nhỏ, tờ núi được dân làng siêu mang đùm bọc và trở thành người con ưu tú của làng. Khi kẻ tù về kéo quê hương, tờ núi phải chịu nhiều đau thương mất mát, tiêu biểu cho nỗi đau đớn của cả dân tộc. Và khi được giác ngộ cách mạng, vùng lên cuộc khởi, quá trình trưởng thành của tờ núi rất điển hình cho con đường đến với cách mạng của người dân Tây Nguyên. Ở đó, ta thấy tờ núi mang tầm vóc của một người anh hùng. Tờ núi có một niềm tin trong sáng và sắt đá vào chân lý của cách mạng. Tờ núi có một tình yêu lớn lao, sâu sắc với gia đình, quê hương xứ sở và có một lòng công thủ giặc mãnh liệt. Ngoài ra, tờ núi có một khí phách phi thường, một tinh thần chiến đấu quả cảm. Ngoài hai biểu hiện trên, biểu hiện thứ ba thể hiện qua bức tranh thiên nhiên rừng Trấn Ngu hùng vĩ tráng lệ, vừa đậm chất thơ của núi rừng Tây Nguyên cũng là một đặc điểm thể hiện được khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Thiên nhiên trong rừng Trấn Ngu thấm đẫm một cảm hứng sử thi và chất thơ hào hùng, thể hiện qua từng trang sách miêu tả về rừng Trấn Ngu. Mở đầu tác phẩm là hình ảnh cả rừng Trấn Ngu hàng vạn cây, thì kết thúc tác phẩm cũng vẫn là hình ảnh rừng Trấn Ngu nối tiếp nhau chạy đến chân trời. Đó chính là bức tranh thiên nhiên toàn cảnh về cuộc chiến tranh nhân dân rộng lớn và hào hùng của dân tộc ta. Bằng rất nhiều thủ pháp nghệ thuật như nhân cách hóa, ẩn dụ, tượng trưng, so sánh, nhà văn đã dựng lên hình tượng rừng Trấn Ngu ở nhiều góc độ. Rừng Trấn Ngu đã chịu nhiều đau thương mất mát do băng đạn của kẻ thù gây ra, nhưng cũng là rừng Trấn Ngu có sức sống mãnh liệt, không bom đạn nào có thể khuất phục được. Biểu hiện thứ tư cho quy trình sử thi và cảm hứng lãng mạn trong tác phẩm rừng Trấn Ngu chính là nghệ thuật của truyện ngắn này. Hình thức kể chuyện với cách tạo không khí chuyện rất Tây Nguyên, đậm đà một sắc sử thi truyền thống là một hình thức rất đặc biệt, bao trùm lên toàn bộ thiên truyện là khung cảnh nghiêm trang, hào khí, lại mang đậm chất lãng mạn cuốn hút để làm công an bất khuất kiên cường. Nó được kể trong một buổi họp mặt ở nhà Dung với cách kể than của cụ Mết. Điểm thứ hai về nghệ thuật là giọng văn trong rừng Trấn Ngu là giọng văn mang âm hưởng vang dội như tiếng phồng tiếng trên của đất rừng Tây Nguyên đại ngàn hùng vĩ. Giọng văn đó ẩn chứa chất liệu làm nên tính phủ khi hoàn trả cho toàn bộ tác phẩm. Ngoài ra, chúng ta còn thấy kết cấu của truyện đi theo lối kết cấu vòng tròn hay gọi là kết cấu đầu cuối tương ứng. Chính kết cấu đó đã tạo nên dư âm hùng tráng. Lối kết cấu này như cái khung bền vững để nhà văn khai triển câu chuyện. Đây là lối kết cấu vừa đóng vừa mở, câu chuyện đóng lại để mở ra một câu chuyện khác. Điều này làm chúng ta tưởng tượng đây chỉ là một chương trong lịch sử làng đời của người dân Soman, chỉ là một chương trong bản anh hùng ca vô tận của Tây Nguyên. Cuối cùng, biện pháp nhân cách hóa miêu tả cây Trấn Ngu như một con người Soman cũng là một biện pháp thể hiện được cảm hứng lãng mạn. Ở đây, cây Trấn Ngu hiện ra như một nhân vật trong câu chuyện. Nguyễn Trung Thành đã biến rừng Trấn Ngu thành cả một hệ thống hình ảnh được miêu tả song song với hệ thống hình tượng nhân vật. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được toàn bộ những phần nội dung chính của đề, tìm hiểu về khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong tác phẩm rừng Trấn Ngu. Mong thầy cô giáo sẽ hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu kiến thức sâu và mong các em học sinh sẽ tự biết được những điều văn.
xin chào tất cả thầy cô và các em.